chen ở giữa lắm ông này, người người to. Đấy, ngồi đây con. Mọi người ơi, dùng bữa trưa mà anh em tôi nhá, anh em mình nhá các bạn nhá, này có chả này các bạn ơi. Vất vả từ sáng giờ gọi là chạy xe để nướng cái thịt nướng bô này. Chấm bước này đủ ra. Nhưng mà nghĩ là ướp tương đối rồi. Chất trái này. Chất trái. Đồ lắp ấy. Thôi đổ ra dưới bạc tí. Ê thùng rồi. Ô tôi bóng lại nữa. Này, mày xem chiếc. Ây da. Đổ nắp cũng được. Đây là bịa, bịa, bịa. Anh không thể lắp vào thể lão đủ. Bịa. Kiến đã bò lên. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đã quay trở lại với kênh Út Thương TV. Rồi mời mọi người bữa trưa dùng anh em tôi nhá. Đây thì đại loại là có làm một cái món là thịt buộc bô xe máy chạy hơn 100 cây số rồi quay về lại ăn ở đây giữa cái đồi này. Rồi mời các bạn nhá, cùng thưởng thức với anh em thôi. Ngon lắm. Mời các bạn nhá. Mời các bạn miếng thịt nướng bô nhá. Đây là mình chấm với lại cái nước này người ta gọi là bịa. Bịa, nhưng không phải bịa, nước lá ổi đấy. Ngon đặc trưng. Mời quý vị và các bạn dùng bữa trưa cùng với anh em tôi. Thịt ướp ngon vừa thơm. Ú, đọc nước này thôi. Đấy, đó. Nước trên trộn này. Anh mất cả buổi sáng rồi làm nước này không biết bên gì. Hello nhá, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Trần Đến và clip ekip của Trần Đến sẽ làm món các bạn ạ, thịt lợn này. Mình có thịt lợn này và gia vị mình tự làm đấy nhá. Hôm nay mình sẽ buộc số thịt này vào xe máy để nướng, xem thời gian bao nhiêu thời gian sẽ đã chín nhé các bạn nhé. Bây giờ mình tiến hành làm luôn nhé các bạn nhé. Và mình cho gia vị vào ướp nhé các bạn nhé. Gia vị đấy của mình thì chỉ có này, hành này, ngũ vị hương này, ớt này, và tỏi này, và lá ổi nhé. Nên này nước mắm, mì chính. Mình sẽ cho vào thịt ướp này. Yeah, mình sẽ đổ vào thịt ướp các bạn nhé. Đây các bạn nhá, bắt đầu mình triển khai ướp nhá. Cái này người ta gọi là gần như giống bịa các bạn nhỉ, bịa. Nhưng đây là thực chất là lá ổi nhá các bạn nhá. Thịt ướp lá ổi cho bô xe máy nướng nhá. Các bạn này, thì cái màu nó cũng xanh xanh nhỉ các bạn nhỉ. Đấy các bạn ơi, sau khi thành phẩm mình ướp được thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh rồi nhỉ. Màu xanh của màu đá ổi nhá. Và mình sẽ cho vào giấy bạc nhá. Đi đi mà nào. Nào được. Bây giờ nó. Ở dưới đây.
Đấy nhá, giờ mình sẽ bọc thịt vào đây. Và nhiều này mình sẽ làm hai khuôn. Mình gói lại nhé. Rồi làm sao cho cẩn thận các bạn nhé. Đưa được cả cẩn thận. Rồi, như vậy là mình đã được một khuôn nhé. Bây giờ mình gói khuôn thứ hai nhé. Đây, mình đã được một khuôn rồi nhé. Cắm ướt xong một khuôn và gói xong một khuôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ làm khuôn thứ hai. Đầu tôi một xin ra. Hết rồi, hết rồi bạn. Có mang hạt điện. Đâu? Là có như vào cái thế nhỉ? Cái nhiều cái quấn nhiều quá. Đây các bạn nhé, như vậy là mình đã được hai gói thịt cuộn dây bạc xong hết rồi nhỉ? Giờ mình sẽ mang cái xe máy nhé, mình buộc nhé. Các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho thịt vào đây nhé, mình buộc nhé. Mình buộc còn lại nhé. Rồi, mình buộc như này này. Có nghĩa là hai cái thì mình phải buộc cả hai như này. À, làm sao cho buộc thật chặt thịt vào nhé. Bây giờ mình sẽ buộc một cái đầu tiên. Mình dùng dây thép cho bạn nhé, cho nó chắc nhé. Đây, đầu tiên mình sẽ cột. Của mình thi đầu tiên nhé. Cái này các bạn nên buộc thật chặt thì nó sẽ chín hơn. Không có nghĩ là nếu có cái lẹp tre thì còn tốt, nhưng mình không có lẹp tre. Sẽ cột lại. Cột thật chắc nhé. Thì càng chắc thì mình đi xe nó sẽ càng yên tâm. Đấy, bắt đầu mình cuốn này. Mình cuốn làm sao cho miếng thịt này nó thật chắc vào. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là mình đang cuốn nhá. Như vậy mình đã xong một vòng rồi, mình cuốn vòng 2 này. Thịt nướng này thì có nhiều bạn làm cũng ấy rồi, nhưng mà mình làm đầu tiên nhé, nên là chắc có cái mà chưa được được hay lắm, mong các bạn thông cảm. Đấy nhá, như vậy là mình đã xong một nhé bạn nhé. Bây giờ mình tiếp tục buộc cái miếng thứ hai. Mình lại dùng một sợi chiết thóc khác. Mình cột nó lại. Cột sao thật chắc các bạn nha. Rồi ta lại co lại. Cuốn vòng quanh nó. Còn dưới thép. Chân trái. Và cuốn lại thật chắc vào. Đấy các bạn, làm được món ăn cũng thực sự là vất vả lắm đấy các bạn ạ. Kỳ công lắm ấy.
Đấy, như vậy nhá, mình đã cột xong thịt vào bô xe máy các bạn này. Xong hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là lổ máy rồi tiến hành đi thôi. Đi đến bao giờ mà nó chín thì mình sẽ đổ lại ăn. Nhớ review cho các bạn nhé. Mình đang hiện tại là trên đang trên rừng xuống nhá. Đây nhá, cái đồng lúa các bạn nhá, bạt ngàn luôn. Lúa quê tôi nhá các bạn nhá. Như cho anh em mình cũng đi được khoảng 3 cây nhá. 3 cây số đấy các bạn ạ. Đây là khu vực của Nà Ngang nhá. Anh em mình vẫn đang trên đường di chuyển để lục chảy những cái thịt ở trong cái bô xe máy các bạn nhá.
đây. Nắng quá rẻ nào tí các bạn. Đi thời gian xa quá. Một chai nước của các bạn, sạt quá. Để các bạn giữ cánh đồng rồi nha các bạn. Sen luôn. Phải chạy từ đấy ra Hà Nội sợ đi xuyên lục địa luôn.
tí thẳng, tí thẳng. Mã trên kia không? Là trên chỗ nút sáng đi. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình đã đi được khoảng chắc phải được hơn 3 tiếng rồi, đi được gần 100 cây số rồi. Giờ anh em mình cởi cái thịt quần bô nhé, không biết có thành công đấy. Dây thép nóng. Nóng gian dây thép này. Chuyển nước, chuyển nước, chuyển nước. Miếng đầu tiên nhé, nóng không? Hơi, hơi hơi. Dao của chưa? Lấy dao chưa? Chảy nước, khô nước luôn này. Đi quãng đường quá xa. Đây, nước vẫn chảy các bạn nhé. Các bạn ơi, mình được 2 miếng này. Bây giờ anh em mình bóc ra nhé các bạn nhé. Bóc cái thịt cuốn bô nhé, xem một quả trí đúng nhé. Nước nhiều thế. Nhiều nước. Rồi bóc luôn bên này, hai miếng. Mày cũng cháy nhỉ? Không cháy được, cuốn bô không cháy được. Bọc giấy bạc thế này. Cái này rõ là nhiều giấy. Cái tẹo giấy. Nước ra đầy. Không có gì thịt ba tê. Các bạn ơi, các bạn này, thấy chưa? Thịt kiểu như là thịt ba tê, mùi thơm phức luôn. Sản phẩm hai đã chạy được mấy tiếng đồng nhà rồi. Bây giờ mình cắt ra nhé, cho một chín không các bạn nhé. Chín 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 chín. Ừ, thơm ngon lắm. Ừ. Vừa cực. Thời gian tới. Ngon các bạn. Thôi như vậy làm. Anh em mày mua thêm cả các bạn. Sợ không chín lại mua thêm bao đồ. Thôi mời cả nhà nhé. Mọi người ơi, và các bạn ơi, bữa trưa của anh em tôi thì có thịt nướng bô này, thịt lợn nướng bô và chả này, xúc xích này, bánh mì này, và thêm một 247, thêm một chai rượu nhé, chai rượu nhỏ nhỏ thôi. Mời mọi người cùng đến ăn cùng anh em tôi nhé. Đây các bạn ơi, đấy, thịt nướng bô của mình nhá, xúc xích này, bánh mì này. Anh ơi, hôm nay là tổ nái nhá. Tổ nái mặt xanh đanh vàng luôn. Đó là uống được chai nước. Em là quyết nhá. Sốt ruột. Rồi, mời cả nhà nhá. Dùng đi. Mà là nước này là nước chấm nhá, nước chấm nhưng mà đây là dê nhá. Đây mà ai bảo là ấy nó không đúng nhá. Đây là nước lá ổ nhá, để chống đau bụng nhá. Đây mọi người. Ngon lắm mọi người ạ. Thơm. Ừ, ngon. Thịt úp bô hả?
Thịt này thì phải nói là vất vả, cực kỳ vất vả. Dẫy nắng, dẫy nắng cả buổi trưa, lúc ấy mình đi là lúc ấy là 10 giờ. Mà bây giờ là mấy giờ? Nếu hồi nào? 12 giờ rồi. 12 giờ một được kém rồi. 1 giờ rồi. Ra 1 giờ rồi. 12 giờ bắt đầu về nhà cháu. Bây giờ bắt đầu ăn là 1 giờ. 50. Thế, 1 giờ kém 10. Mất cả 3 từ 4 tiếng. Chạy rồng rã bao nhiêu đường các bạn ạ? Đi hơn 100 cây mà. Mời mọi người nhé. Không, lần sau mà nướng phải nướng ở bô kia cơ. Bố trắng ấy, bố trắng cơ. Bố trắng thì nó nóng nhanh hơn. Thế để em đi xe kia. Lần sau bảo ấy để em đi xe kia. Bố của em bố trắng. Bố ơi, con ấy xanh này cho em đi á. Bố trắng ấy, nó nhanh nóng hơn. Bố này đâu nóng. À bố đấy cẩn thận cháy á. Cháy được không? Không, có nghĩa là may mình thiếu thứ à. Đáng nhẽ là mình phải nót thêm Ná chuối, ná chuối trong bọc nhá để cho nó giữ cái nhiệt này mà nó thơm. Là giống được nhỉ? Hả? Là giống được, là giống là riêng. Liên đệ hỏi không có lá chuối à? Ở đầu kia mới có, đằng này mới có lá chuối. Đây nhá các bạn nhá. Đằng sau mình là một cánh rừng. Cánh rừng tuyên thông và keo nhá. Trên này thì là quang cảnh còn là gọi là phải là nên thơ luôn đấy. Anh cho anh biết đây rượu gì không? Mời mọi người nhá. Nhưng ngon nhỉ? Lặng. Ngon lắm mọi người ạ. Ăn cũng tầm đói này ngon lắm. Hả? Rượu chuối. Rượu chuối á? Vâng. Vẫn tưởng là cái món thịt này nó không thành công các bạn. Nhưng mà ngọt thực sự là rượu chuối mà. Đạt được khoảng 80% thành công. Đúng không? Mình. Cái quả dài dài ấy. Ừ. Anh tưởng chuối hột. Chuối hột nếu mà chuối hột. Tiền đâu muốn ngâm chuối hột. Đã tòng nghe chưa làm video kiếm ra tiền để mua chuối hột. Chuối hột cũng phải chắc. Mời các bạn nhá. Mời mọi người này. Đây các bạn thấy chưa, mình đi nắng này, xả mất mặt này. Đi gần 100 cây số mà mình mới thịt được này. Mời mọi người nhá. Mặt đỏ tưng bừng như vừa đi, đúng đi vừa nắng luôn. À, đằng sau mình cánh rừng. Để nhìn đẹp cực luôn. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Ngon lắm mọi người ạ. Cũng có thể là do mình nhưng mà mình đói thôi. Nhưng mà thực sự là cảm nhận nó ngon. Cái miếng thịt này mình cắn vào nhá. Nó là có vị bùi bởi vì nó ngấm với gia vị này. Mấy tiếng rồi. Rồi, sếp giới thiệu xong rồi. Ngon lắm. Làm cốt. Mời mọi người một chút rượu nhá. Ăn cho sung. Mày rượu sáng nhỉ? Rượu sáng hơi bị hại. Được chấm được không? Hả? Được chấm được không? Được. Nhiều ớt phải không? Có ớt chẳng ớt. Có ớt nó cay. Có nhiều ớt khá ớt đấy. Này vẫn hơi tê, chưa cay, cháu chưa thấy đủ cay. Nó sợ mày không ăn được cay. Cái lúc chấm một đợt cháu pha nhà chú ngon thế ạ, cay thế chú bắt phải chấm. Gà vịt đấy. Phát là chấm cái ông mọi người mình giúp xích nhá. Ngon. Chấm ai pha ngon này phải cháu pha đấy. Mọi người ơi, bởi vì làm mình đam mê và làm cái vấn đề này mà nên làm vất vả thì không sao để làm video cho mọi người cùng xem mình rất thích luôn, mong mọi người là đóng góp cho mình nhé, những cái gì chưa được đóng góp cho mình. Ở trên này im nhỉ, không có, bởi vì là ở trên đồi trên rừng này yên tĩnh, quá yên tĩnh luôn. Chào chú ơi. Không, đây. Ngon quá. Đây mọi người, mời mình trả nha mọi người nhá. Bởi vì anh em mình sợ là nó không chín không. Em phải mua thêm đồ nên không thì đói. 12 giờ. Vợ vẫn điện về ăn cơm. Lúc đấy vẫn ở trên đường. Vẫn đang trên Hà Nội đang về. Hà Nội đấy, đi rồi từ Bắc Ninh mà ra Hà Nội lại quay về. Lại đi vòng vòng bao nhiêu vòng? Long Biên Hà Nội. Đi qua cầu. Có. Đi qua mấy cầu liền.
Nói chung cả đi về phải 100 cây mình quay lại. Đi đã lắng này cần ấy mình lại mặc áo cộc. Đi vòng đường đê Long Biên à? Đường đê. Đi tứ tùng. Tưởng nó không chín rồi nhưng mà thực sự là được. Mặc cái áo khoác, cái áo gió của em ấy thì kiểu như đi đường em sợ rét ấy. Thì chú bảo cởi ra cho này áo rét. Mình sợ đen đen thì mặc áo gió ấy. Hai cái... hai ông bảo cởi ra xong giờ mình mặc áo khoác. Hai thầy trò cứ cầm máy quay để đường bọn công an ấy. À bọn đi ô tô sợ. Sợ kiểu như là tưởng công an thì bắn tốc độ. Cứ cầm cái máy quay này. Cầm cái dơ trước mặt này dê vai em này. À mấy thằng ô tô đi cứ cứ nhìn. Bây giờ thế nào mai mới có ảnh lên chụp ảnh lên YouTube đấy, YouTube hoặc là trên Facebook ấy, bởi vì chụp là có hai thằng này chuyên đi bắn tốc độ. Chào mai em, mai thầy trò nổi tiếng. Uống nha. Bữa này em thấy dưới em đánh bộ bọc à bộ trắng đi chứ. Đây bộ bọc. Bộ nóng lâu à nâu nóng á? Nâu nóng. Nó có lớp cách nhiệt. Bộ trắng kia. Con đấy nhà cháu được. Ôi mày được á, mày cũng bô bọc. À bô trắng. Bô trắng. Bô trắng được. Bô trắng mà. Nhanh nóng. Con gym mà trọng bô trắng. Gym thì bô trắng là đúng rồi. Ăn đi. Gym mày làm bô bọc rồi. Mời mọi người bên đường nhá. Xe. Vào này. Mời tất cả mọi người nhá. Mặt đỏ tưng bừng. Cháy hết nắng này. Say nắng. Đi say nắng. Rồi mắt chú có đỏ không? Em cầm lái phải không? Mang tiếng bố để cho con cầm lái mà kính không cho mượn ngồi đằng trước. Cứ thì được phải nhắm mắt vào để đưa máy quay cho thì không cầm được. Máy quay cầm xong đi rơi làm những tiền đèn. Không cầm được máy quay thì phải cầm lái. Người ta đi làm đêm về chứ đâu ngủ tí nào gọi nhắm đi. Em ở nhà em chờ mắt lúc em mới lên đấy. À bên mì mà đấy. Thôi con ăn. Ngoan à? Mọi người mời mì nhá. Bởi vì mọi người ạ, cái yêu thích cái môn này nên là nhiều khi bạn bè anh em rồi thì mọi người đều đánh giá là mình như một người hâm. Chẳng có ai mà người ta đi nắng thì được nắng ra chui chỗ mát, nhưng mình nắng lại phơi ở đường, dễ ở đường suốt cả một mấy tiếng đồng hồ ở đường để thực hiện cái món thịt ốp bô này, nướng bô này. Hôm qua dâm thì chả làm. Đấy. Qua thì lắm. Qua dâm qua lắm đâu mà lắm. Lắm ít. Lắm ít nhưng nhìn lắm nó đùng, sáng ra đã lắm này. Qua lắm đâu lắm. 6 giờ sáng đã lắm. Em dậy lắm đậu. 8 giờ sáng tao đi còn không còn lắm. 6 giờ là chỗ bên này em lắm rồi. Tỉnh. Chứ hôm mưa nhá, em ở nhà không mưa, mà trên đêm nó lại mưa, là như nào? Chịu. Nặng phải đái à. Chuối chuối ná hay là chuối tiêu? Chuối dài. Chuối gì nhỉ? Chuối đến nhỉ? Quả chuối dài. Chuối ngựa. Chín. Chuối mình. Chuối tiêu anh đi. Chuối tiêu. Ngâm mà uống nặng hết nhỉ? Bung em rót chưa đầy. Bổ quả không? Bóc vỏ không em săn miếng sao săn miếng luôn. Vừa mà ngon mà ngon lắm mọi người ạ. Có 4 bạch mi rồi còn đâu mà hết. Đi 100 cây số mới được hết bạch mi. Mi này nó chạy bền á. Hai quả không quả nữa mà không phải hết dự phòng. Anh đổ cho sếp em ít bịa đấy. Không bịa nữa đổ ra. Dùng bịa nhỉ. Bịa. Bịa đây là phân non. Hồi trước mọi người ấy, đây là bịa đấy. Đây là bịa anh em mình chế từ lòng lợn các thứ đấy. Chắc dạ dày. Bịa này là bịa thỏ. Bịa thỏ nhá. Đây. Mọi người nhỉ. Đấy, cậu như cái gì chảy ấy. Đấy. Bịa thỏ đấy. Dùng cất nhỉ. Mẹ xe vòng. Đây, dùng cất không mọi người này.
Nhưng mà chấm cái này ngon lắm, người ta bật chấm nước biển ngon. Đây, cái vòng. Quá. Thôi. Ông này chắc ăn như tôm ở nhà rồi sao? Đâu, quyết chưa? Quyết đang ngồi nhà anh. Nhà, nhà anh. Lúc thì thầy, tôi thầy, tôi hết, tôi anh. Không mày sao? Ừ. Tôi xin hết. Bình thường. Bình thường. Chắc là chỉ bằng một cái ấy mà hôm chú cháu mình uống. Chai này là một chai ba. Nghe chai ba mà. Chai này được lửa lít không? Không được, chai ba. Cái này 350 thôi. Cái vò mà hôm chú cháu mình uống ăn lẩu đấy là bằng có được không? Đấy, to nhiều. Thôi nào. Vẫn hết nhỉ? Cái nào? Cái hôm ăn lợn vịt đấy. Vịt treo ấy. À. Cái đấy là lửa nít nhỉ? Lửa nít nào được. Cái đấy nó phải tương đương với chiếc 65. Phải hơn. Thế đây là Milo sao nhỉ? To mà. Ừ. Như chiếc 65. Bánh mì chấm bịa. Vậy đi về. Vào rót thay rượu. Nè, mấy đứa giờ về? Con đi chơi một chú đến. Các bạn này. Các bạn bảo đây là món gì? Xanh, xanh ấy luôn. À, xanh biếc luôn. Bịa cho các bạn nha, bịa đấy. Ủa, còn hơi sâu. Vừa đấy lúc em điện cho anh ấy. Về nhà em ấy. Lúc em điện, lúc ấy là chưa về nhỉ. Lúc ấy vẫn đang bên ngang nhỉ. Còn đâu về. Lúc ấy mua đồ bên chả, à bên ngang mua chả. Ừ, chủ trương bắn. Sau mới gọi anh Quyết bảo sang đi ấy. Ừ. Đợi, lúc gọi cho Quyết lần đầu tiên là đang ở đường 297. Đang dạy hàng. Em bảo là em nghe điện thấy anh đến bảo là tầm 15 phút nữa mà. Ôi thế thầy còn lâu. Cứ lướt trận đã, lướt trận. Đấy bảo phải điện trước sau ông cứ lướt trận không bao giờ xong đâu. Ví dụ ăn nhà chú ấy thì bảo là sang luôn. Ừ, thì đang đánh thì hai anh em thì tắt máy luôn đấy. Sang được. Còn như này phải điện luôn. Dọc đường xem có gì mua thêm, sợ nó thịt đường bô nó không chín nên đéo gặp cái lần gì. Đầu làm phải không, sợ không thành công. Ừ. Lần đầu tiên làm đấy thịt đường bô này, cái chắn bô nó chắc thật, phần cái máy tháo được. Ừ. Xoáy đó, không biết không xoáy được gì, không biết không xoáy được. Bọn nó lắp tao bằng máy mà. Máy qua máy ấy. Máy bắt vít đi. Bắt vít. Kiểu như bọn cháu đi nằm cửa nhôm kính thế đấy. Toàn máy hết. Nhưng mà nhôm kính à, cầm tôi vít vặn được. Vít nhỏ vặn được. Còn vít mà bắn từ cái kiểu như là cái gì nhỉ? Cầm vít mà bắn gì nhỉ? Bắn ở tường mà dài nha này. Bắn tôn là mình không vít được. Bắn cái cửa như bắn cái cửa bắn cái khung giả ấy. Gỗ ấy. Cái khung đấy. Thì mình vẫn khung vít được. Khung vít nó dài như này. Ví dụ mình mới đầu là vít được. Nhưng sau nó chắc ấy. Nó kịch tối đích vít được. Sau. Đã tắm đéo đâu mà đi. Làm 400 nghìn. Vậy lồn. 100 nghìn này hơn. Gần 2 cân. 2,4 cân. Mời mọi người uống rượu nha. Thì trò đấy đâu ra 240 một cân. Ngon đến đâu ngon. Căng chắc có 809. Mời mọi người mình trả này. Còn 395. Để cho cả 395. Mọi người ơi ngon lắm mọi người ạ. Mua đi chó không ơi. Sao mà quên. Mọi người thấy chưa? Mình trả này. Mình trả ngon lắm. Mua hai mối rau cải và cho một đống cải sáng đi kiếm. Anh nên là bắt bọn mày đi kiếm cái hoa chuối ngay ấy. Nếu mà anh nên có con thì không có. Thôi con đã làm. Xin chào lại, hẹn mọi người video sau nha. Anh em mình xin hẹn gặp lại. Không xin được thì đặt chỗ ôm thế thôi. Người thấy hay cho ý kiến và cho thêm ủng hộ kênh mình nhé. Ngon lắm. Đố thế nào cưỡng được miếng thịt chả này. Ngon ư được ngon đấy mọi người ạ.
cái búp chuối. Nó thấm vào huyết quản mình. Đã đói rồi, thấm hết vào huyết quản mình. Cảm ơn. Nâng nâng nâng. Bỏ cái vỏ ngoài ra.